bây giờ nó có gió không? Rồi cho nó lăn, lăn cứ hai vệ tinh gì nó khỏi lăn xuống. Dạ ngớn vậy đó hả? Ừ, gác tới gác lui vậy đó hả? Ừ, biết mít rụng rồi đó. Nghe tiếng mít rụng là biết rồi đó. Ừ, chỉ có ông vua rớt thôi, chứ không có ai rớt hết trơn à. Nhiều chuyện quá ông ơi. Muốn lăn tới đâu? Lăn đi. Bên này bên kia được hết rồi. Đã lắm. Buồn ngủ rồi là chà mặt đó. Buồn ngủ với đói là chà mặt à. Nhìn gì? Nhìn gì đó? Chồng con nhìn gì đó? Kem á, lotion á. Ngủ với ông bà ngoại đi nè. Mẹ đi bác sĩ chút nha. Ông bà ngoại ngủ đi nha. Ru ông bà ngoại ngủ đi nha con. Chồng con ru ông bà ngoại ngủ nha. Ừ. Nằm quăng lăn tới lăn lui, nằm yên chỗ không được hả? Hả? Tục địch chưa? Tới tục địch kia. Tục tưng tục tức, tục tưng tục tức. Tục tưng tục tức, tục tưng tục tức. Tục tưng tục tức. Ba nó đi làm, ba nó nhớ lắm này. Ba nó nói mà. Cứ chiều lại đi làm rồi trời, cứ ngồi trên hãng thấy nhớ nó lắm. Ừ. Ừ. Ừ, ngã ngứa nè. Ừ. 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 Nói chuyện với cái cây ở ngoài đó đó hả con? Ừ. Ừ. Chồng con nói chuyện với cái cây ở ngoài đó hả?